Hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh ra quân tiến hành tuần tra, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy, phóng nhanh, lạng lách đánh võng, rú còi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên một số tuyến phố của thành phố Hưng Yên. Qua hai buổi tối triển khai phối hợp giữa các lực lượng công an, trong đó chủ lực là Công an thành phố Hưng Yên đã bắt và xử lý hơn 40 trường hợp thanh niên điều khiển xe máy, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, rú còi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Số tiền xử phạt là trên 160 triệu đồng. Trong số các đối tượng này có cả học sinh, đặc biệt là các em từ 14 đến 16 tuổi đang học tại một số trường học tại thành phố Hưng Yên và các huyện lân cận. Riêng buổi tối ngày 19 tháng 10, Công an thành phố lập 3 tổ tuần tra kiểm soát giao thông với 14 cán bộ chiến sĩ tại các tuyến phố chính, trong đó chủ yếu là tại đường Nguyễn Văn Linh. Lực lượng chức năng lập 25 biên bản và quyết định xử phạt số tiền hơn 120 triệu đồng, tạm giữ 25 mô tô, xe gắn máy. Liên quan đến nồng độ cồn, tạm giữ 2 xe mô tô, tước 1 giấy phép lái xe. Trong các trường hợp bị xử phạt, có 5 lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, 5 lỗi lạng lách đánh võng trên đường đô thị và ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Liên quan đến độ tuổi học sinh, đã lập biên bản 16 trường hợp, phạt tiền hơn 56 triệu đồng. Qua việc điều tra cơ bản, nắm tình hình, xác định được cái tuyến đường, cái địa điểm, cái khung thời gian có nhiều đối tượng vi phạm, chúng tôi sẽ bố trí các lực lượng của Công an thành phố kết hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, phân ra các tổ chốt để thực hiện cái việc kiểm soát và bắt giữ xử lý các đối tượng. Thì trong đó thì chúng tôi có cái kết hợp giữa lực lượng công khai và lực lượng hóa trang để tuần tra kiểm soát và tổ chức chốt chặn ở những cái tuyến đường, cái vị trí làm sao mà để bắt giữ các đối tượng được đạt hiệu quả cao nhất cũng như đảm bảo an ninh an toàn cho lực lượng tham gia bắt giữ cũng như là người tham gia giao thông. Tất cả các cái tổ chốt thì chúng tôi đều tổ chức ghi âm ghi hình để ghi lại toàn bộ cái hình ảnh vi phạm của các đối tượng. Thì ngoài cái việc củng cố để xử lý hành chính thì cũng kiên quyết và củng cố để xử lý, xem xét xử lý các đối tượng về hình sự đối với các hành vi như là gây rối trật tự công cộng, hành vi chống người thi hành công vụ để đảm bảo đủ sức răn đe và giáo dục.